Chuyện chưa kể phía sau cuộc ly hôn của ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân giàu có. 2021 là một năm sóng gió với ca sĩ Đan Trường khi anh xác nhận ly hôn doanh nhân Thủy Tiên. Chẳng vậy mà trên trang cá nhân nữ doanh nhân viết, phải nói 2021 là một năm có quá nhiều biến động và những sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải suy nghĩ. Phải nói 2021 là năm có quá nhiều biến động và những sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng cuối cùng Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy, ngày hôm nay, xin cho phép Thủy Tiên được thông báo đến các anh chị báo chí, bạn bè và các fan hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đan Trường. Sau khi chia tay, Đan Trường và vợ doanh nhân đều coi nhau như bạn bè thân thiết để nuôi dạy bé Thiên Tư, không hề có hiềm khích hoặc đấu tố lẫn nhau. Trong dịp sinh nhật con trai cách đây một năm, Đan Trường đã đăng tải video cả gia đình quây quần nhân dịp Quý Tử tròn 5 tuổi. Anh và vợ đều có mặt để thổi nến chúc mừng sinh nhật con trai. Đáng chú ý là cả hai vẫn rất tình cảm, thân thiết bên bé Thiên Tư như chưa hề có cuộc chia ly. Nhân dịp sinh nhật con trai, Đan Trường cũng đã ngầm lên tiếng về cuộc sống hậu ly hôn. Cụ thể, qua dòng chia sẻ, nam ca sĩ khẳng định sẽ không đi bước nữa mà toàn tâm toàn ý lo lắng cho Quý Tử. Ba không quan tâm người ta nghĩ, ba thương con nhiều hay ít, và ba cũng không cần tìm kiếm một nửa hạnh phúc nào khác. Như mọi người thường nói, con chính là cả hạnh phúc còn lại của cuộc đời ba, Đan Trường nói. Về phía Thủy Tiên, khi được hỏi về mối quan hệ thực tế, khi dù đã ly hôn nhưng cả hai vẫn bên con trai, vẫn gọi nhau là gia đình, vợ cũ Đan Trường cho biết đó là mối quan hệ bạn bè thân thiết, xem nhau như những người bạn tốt. Đúng là không phải ai sau khi tan vỡ cũng có thể thoải mái và tự nhiên với người cũ như vậy. Chỉ là khoảng thời gian khi còn chung sống, cả hai đã dành cho nhau những điều tốt đẹp. Hơn nữa, chúng tôi đều là những người trưởng thành, muốn dành những gì tốt đẹp cho tương lai của con, nên không bất đồng hay tranh chấp gì hết sau khi chia tay. Nên bây giờ tôi và anh Đan Trường có thể cư xử thoải mái, vui vẻ ở với nhau. Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Tư có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế không nên căng thẳng với nhau làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ, vợ cũ Đan Trường cho hay. Được biết, dù đã ly hôn, nhưng Đan Trường tiết lộ anh và vợ cũ Thủy Tiên vẫn có thể sống chung nhà nếu có dịp hội ngộ. Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn, hay sang nhà Đan Trường chơi, hoặc Đan Trường qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Với cả hai, dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn ý thức được trách nhiệm với con trai Thiên Tư. Tôi và vợ cũ vẫn thường gọi cho nhau và vẫn tình cảm thân mật chăm lo cho nhau, chỉ không còn là vợ chồng nữa thôi, Đan Trường cho hay. Đan Trường, Thủy Tiên kết hôn từ năm 2013. Sau khi kết hôn, Thủy Tiên vẫn ở Mỹ để điều hành công ty tài chính do chính cô sáng lập vào năm 2009. Trong khi đó, Đan Trường vẫn tất bật với các hoạt động giải trí trong nước, nhưng cả hai vẫn tranh thủ dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh. Cặp đôi có con chung là bé Mathis Thiên Tư vào năm 2017. Trước khi ly hôn, vợ chồng Đan Trường, Thủy Tiên sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Đáng kể đến là căn biệt thự có diện tích hơn 4.000 m² tại Mỹ, ước tính giá trị cơ ngơi lên đến triệu USD. Sau khi đường ai nấy đi, Đan Trường chuyển tới sống cùng em gái ruột tại Dallas, Texas, Mỹ. Do Đan Trường thường xuyên phải vắng nhà, di chuyển liên tục giữa hai đất nước nên Thiên Tư hiện đang sống cùng doanh nhân Thủy Tiên.